Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, website hungyentv.vn. Để nâng cao hiệu quả chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung quan trọng. Trong đó, phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của người dân trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch và hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các di tích di sản văn hóa, tiếp tục bố trí nguồn ngân sách các cấp, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa thực hiện đúng việc tu bổ, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử, nhất là các di sản có chất lượng cao về khoa học bảo tồn và môi trường văn hóa, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế du lịch, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm du lịch mang bản sắc của Hưng Yên, phát triển các cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn. Nhân dịp chào đón năm mới Xuân Quý Mão và đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà chúc mừng các chức sắc Phật giáo tiêu biểu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Tỉnh hội Phật giáo trong sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác giải phóng mặt bằng có nhiều hoạt động từ thiện quan tâm đến những đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các chức sắc và các tăng ni Phật tử trong tỉnh đón năm mới an lành hạnh phúc, đoàn kết chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Sáng nay, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về việc phê duyệt nội dung cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0 năm 2022, kế hoạch phát triển chính quyền điện tử chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2023, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, điều chỉnh hệ số K để xác định giá đất tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh và quy định về việc thành lập tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo và tổ tự quản bảo vệ môi trường tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Quý Mão 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa tổ chức thăm tặng quà động viên các bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Chương trình là hoạt động thiết thực do Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức, huy động sự chung tay chia sẻ của công chức, viên chức, người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh hỗ trợ những bệnh nhân còn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa tính nhân văn chia sẻ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Đoàn đã trao tặng 10 bệnh nhân đang điều trị tại khoa cơ xương khớp, thận tiết niệu và lọc máu một suất quà trị giá 1 triệu đồng, trao 5 suất quà tặng bệnh nhân còn cảnh khó khăn đang điều trị tại trung tâm y tế thành phố Hưng Yên. Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã cũng tổ chức thăm tặng 50 suất quà cho các bệnh nhân còn cảnh khó khăn đang điều trị tại trung tâm y tế các huyện, thị xã, một suất quà trị giá 500.000 đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam huyện Văn Lâm cũng đã tặng trên 700 suất quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh, Trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Ti Lữ, Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh tỉnh và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Lâm. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng, tổng kinh phí thực hiện trên 280 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên được công ty tổ chức nhằm chung tay cùng cộng đồng chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết đầm ấm, đủ đầy. Năm 2022, ngành ngân hàng Hưng Yên đã thực hiện tốt các chính sách về tiền tệ, tín dụng, lãi suất của Quốc hội, Chính phủ, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn của đại dịch, khôi phục sản xuất kinh doanh. Hết năm 2022, tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng đạt gần 116.000 tỷ đồng, tăng gần 9.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động đạt gần 108.000 tỷ đồng, tăng 9,5.000 tỷ đồng, cao hơn mức tăng bình quân của toàn quốc là 7%. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 85,5.000 tỷ đồng, tăng 8,8.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng vẫn ở mức an toàn là 1,08%, thấp hơn mức bình quân toàn quốc là 1,92%.
công tác chuyển đổi số hoạt động ngân hàng và thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được đẩy mạnh, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp thứ nhất về chỉ số an toàn thông tin mạng, thứ hai về chỉ số thể chế số và xếp thứ tư về chỉ số hoạt động chuyển đổi số. Trước tình hình biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác của Omicron đã xuất hiện ở 70 quốc gia và gần đây biến thể phụ XBB.1.5 đã gây các đợt bùng phát dịch mới ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thường xuyên theo dõi bám sát tình hình dịch bệnh trong nước quốc tế, kịp thời hướng dẫn trong trường hợp cần thiết và phối hợp chặt chẽ chỉ đạo kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch, đảm bảo chủ động sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh, phối hợp với các chuyên gia các tổ chức trong nước quốc tế thường xuyên cập nhật đánh giá tình hình để điều chỉnh các phương án biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp hiệu quả, không để lây lan bùng phát trong cộng đồng và hạn chế xảy ra các trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Từ sáng mùng 8 tháng 1, Trung Quốc hạ cấp độ phòng chống dịch bệnh tại khu vực biên giới và bắt đầu thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đối với một số đối tượng. Việc hủy bỏ một số biện pháp phòng dịch của phía bạn cũng giúp hoạt động giao thương các cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn với Trung Quốc diễn ra tấp nập. Tại các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn và cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh, hoạt động xuất nhập cảnh được khôi phục từng bước. Trước mắt, phía bạn mới tiếp nhận công dân là người Trung Quốc có đủ hộ chiếu visa còn giá trị và bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ. Cũng trong ngày hôm qua và hôm nay, nhiều công dân Việt Nam từ Trung Quốc đã được làm thủ tục về nước. Hiện Trung Quốc đã hủy bỏ nhiều quy định về phòng chống dịch bệnh, đưa hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới gần như trở về thời điểm chưa có dịch. Tuy nhiên, tất cả các ngành địa phương đều tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và có phương án ứng phó trong tình huống phát hiện các ca nhiễm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt giữ thêm 2 bị can bị truy nã liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích ở thành phố Vĩnh Long. Đây là 2 bị can tham gia vụ hỗn chiến giữa hai nhóm người có nhiều hung khí nguy hiểm. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23 tháng 10 năm 2022, Công an thành phố Vĩnh Long nhận tin báo có 2 nhóm người mang theo hung khí đánh nhau tại khu dân cư Minh Linh thuộc khóm 6, P5, thành phố Vĩnh Long. Lực lượng công an triển khai lực lượng truy bắt nhưng một số người bỏ chạy và trốn khỏi địa phương. Công an đã bắt giữ một số người tạm giữ nhiều hung khí gồm 12 đoạn kim loại có một đầu nhọn, một đoạn kim loại một đầu hàn 3 mũi nhọn, 12 con dao tự chế, 2 vỏ đạn, 1 viên đạn còn đầu đạn, 4 xe máy bị hư hỏng, 2 xe ô tô. Công an thành phố Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can để điều tra và phát lệnh truy nã những người có liên quan. Thái Lan và Nhật Bản vừa nhất trí thành lập một trung tâm giám sát rác thải biển như một phần trong hợp tác song phương chống biến đổi khí hậu. Đây là kết quả sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan và Bộ Môi trường Nhật Bản cuối tuần qua. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các chiến lược bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đối phó với biến đổi khí hậu. Hai bên đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, đặc biệt là xói mòn bờ biển, xử lý nước thải và rác thải biển. Bộ Môi trường của cả hai nước đã nhất trí thành lập một trung tâm giám sát rác thải biển với sự điều hành chung để làm mô hình cho tương lai. Tan hy vọng với sự tăng cường hợp tác cùng Nhật Bản, Thái Lan sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa phê duyệt vaccine đầu tiên trên thế giới dành cho ong mật giúp bảo vệ những sinh vật hữu ích này khỏi bệnh thối ấu trùng châu Mỹ do ấu trùng vi khuẩn gây ra. Loại vaccine mới không chứa sinh vật biến đổi gen và có thể dùng trong nông nghiệp hữu cơ. Thay vì tiêm cho từng con ong phức tạp và rắc rối, vaccine ở dạng vi khuẩn chết được trộn vào thức ăn mà ong thợ tiêu thụ. Sau đó, nó được tiêu hóa và chuyển đến các tuyến sản xuất sữa ong chúa, chất rau dinh dưỡng mà ong mật sản xuất trong chúa. Ong chúa ăn sữa này giúp đưa vaccine đến bù trứng. Được tiếp xúc với vi khuẩn bất hoạt, ấu trùng nở ra từ trứng có khả năng miễn dịch với bệnh thối ấu trùng châu Mỹ. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với không khí mua bán tấp nập của chợ hoa Malik Grat ở thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, Ấn Độ. Đây là khu chợ hoa có tuổi đời hàng thế kỷ và được cho là lớn nhất ở châu Á. Khu chợ hoa Malik Grat nằm dọc theo bờ sông Hooghly ở thành phố Kolkata. Chợ hoạt động từ năm 1855 và hiện có hơn 2.000 tiểu thương mua bán hàng tấn hoa tươi mỗi ngày. Chợ họp từ 4 giờ sáng đến 22 giờ cùng ngày. Malik Grat hiện là nơi cung ứng hoa lớn nhất cho thành phố Kolkata và các vùng lân cận.
chợ hoa Maligat, thậm chí còn xuất khẩu những loài hoa quý đến một số nước ở châu Á và châu Âu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.